khán giả đang theo dõi chương trình tin tức tổng hợp trà Vinh hôm nay được phát sóng lúc 18 giờ 15 phút mỗi ngày trên đài phát thanh và truyền hình trà Vinh. Chương trình hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. nghiệm thu đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất thanh viên gáo dừa. Sông sao thông tin thi trắc nghiệm môn văn Bộ Giáo dục và Đào tạo lên tiếng. Tiên Giang khởi tố đối tượng mượn danh trụ trì chùa đi lừa đảo đổ keo vào ổ khóa hàng chục hộ dân để kêu gọi đăng ký kênh YouTube. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Thưa quý vị, chiều qua, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại thuộc Sở Công Thương Trà Vinh tổ chức nghiệm thu đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất than viên gáo dừa cho công ty trách nhiệm hữu hàng một thành viên sản xuất thương mại Dương Phát, ấp Ngã Tư 1, xã Ngãi Hùng, huyện Tiểu Cần. Đề án có tổng vốn đầu tư trên 322 triệu đồng, bao gồm máy nghiền thang kèm silo và hệ thống túi giải, máy trộn than dụng và máy ép đùng than dụng. Trong đó, thông qua nguồn vốn khuyến công địa phương, Trung tâm khuyến công và xúc tiến thương mại hỗ trợ 155 triệu đồng, còn lại do công ty đầu tư đối ứng. Than viên gáo dừa là loại than được làm từ nguyên liệu gáo dừa khô. Qua quá trình nung nóng ở nhiệt độ cao, nén thành dạng ống tròn hay hình ống lục giác rỗng ruột và được đóng gói theo nhu cầu sử dụng. Ứng dụng này không những giúp hạn chế sự lãng phí nguồn tài nguyên mà còn bảo vệ môi trường rất tốt, mang lại nguồn lợi kinh tế cao. Đặc biệt, than viên gáo dừa rất được các nhà hàng quán ăn ưu tiên lựa chọn do thời gian cháy lâu, dễ bắt lửa khi nhóm, tiết kiệm chi phí hơn so với các sản phẩm than khác, khói rất ít, thân thiện môi trường. Đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất than viên gáo dừa, đưa vào hoạt động sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng, tiết kiệm thời gian, công lao động, góp phần gia tăng giá trị kinh tế cho ngành hàng dừa tỉnh Trà Vinh. Tiếp tục chương trình với các thông tin đáng chú ý khác. Những ngày qua, trên nhiều diễn đàn của giáo viên và học sinh phổ thông xôn xao thông tin đề kiểm tra môn Ngữ văn sẽ chuyển sang hình thức tự luận kết hợp với trắc nghiệm khách quan từ năm học 2022-2023. Trước thông tin này, Bộ Giáo dục và Đào tạo phủ nhận thông tin nói trên và khẳng định chưa có bất kỳ một văn bản hướng dẫn nào nói rằng từ năm học tới sẽ kiểm tra đánh giá đối với học sinh ở môn Ngữ văn bằng kết hợp cả hai hình thức trắc nghiệm và tự luận. Theo luồng thông tin này, nếu như những năm học trước đây, cấu trúc đề kiểm tra và đề thi môn ngữ văn thường có 4 điểm đọc hiểu và 6 điểm làm văn, hoặc là 3 điểm đọc hiểu, 7 điểm làm văn, thì tới đây cấu trúc điểm sẽ là 6 đọc hiểu, 4 viết. Trong bài viết, học sinh sẽ viết một bài văn trọn vẹn, tương ứng với thể loại, phương thức biểu đạt của phần kiến thức mà học sinh học ở chương trình và sách giáo khoa trên lớp chính khóa vụ giáo dục trung học bộ giáo dục và đào tạo cho biết có thể đây là một đề xuất được đưa ra từ một hội thảo nào đó còn bộ giáo dục đào tạo chưa có văn bản nào hướng dẫn về việc này trong hướng dẫn đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá môn ngữ văn ở trường phổ thông mới nhất của bộ ban hành chỉ hướng dẫn đến việc phát huy sáng tạo khắc phục tình trạng chỉ học thuộc bài hoặc là sao chép nội dung tài liệu có sẵn việc này nhằm tiếp tục khắc phục tình trạng dạy học nặng về thuyết giảng đọc chép và yêu cầu thuộc lòng theo văn mẫu. Thưa quý vị, lãnh đạo Cục Quản lý Dược vừa cho biết 28.000 ống thuốc protamin sulfat, thuốc cầm máu và chống đông máu đã về đến Việt Nam, sau đó được chuyển đến các bệnh viện. Đây là mặt hàng không thể thiếu trong quy trình phẫu thuật tim và lồng ngực. Lượng thuốc này sẽ giải quyết được tình trạng thiếu thuốc protamin sulfat ở nhiều bệnh viện. Protamine sulfate là thuốc có tác dụng trung hòa khả năng chống đông máu của heparin. Thông thường trong cuộc mổ tim, bác sĩ phải dùng thuốc heparin để chống đông máu, ngăn chặn sự hình thành cục máu đông. Khi kết thúc cuộc mổ, protamine sulfate được dùng để trung hòa heparin, đưa cơ thể trở về bình thường. Nếu không có cặp đôi thuốc này song hành nhau, bác sĩ sẽ không thể tiến hành ca mổ tim. Theo thông tin từ các cơ sở nhập khẩu, dù số lượng thuốc protamine sulfate được cấp phép nhập khẩu là theo đúng số lượng dự trù, từ các cơ sở khám bệnh chữa bệnh có nhu cầu, nhưng số lượng thuốc protamin sulfate nhập khẩu vào Việt Nam sắp tới vẫn có thể thiếu do nhu cầu tăng hơn so với số lượng dự trù hiện tại. Lý do chính của việc này là do nhà sản xuất thường chỉ sản xuất protamin sulfate sau khi có đơn đặt hàng. Cục Quản lý Dược khuyến cáo các cơ sở khám chữa bệnh dự trù phối hợp với cơ sở nhập khẩu để chủ động đặt hàng và thực hiện các thủ tục nhập khẩu thuốc, đảm bảo nguồn cung, tránh thiếu hụt thuốc. Một nhóm năm du khách bị sóng cuốn ra xa khi đang tắm trên biển Bãi Trường, đảo Phú Quốc. Nghe tiếng kêu cứu, nhiều người dân đã lao xuống biển cứu vớt, nhưng không may một người đã bị sóng đánh kiệt sức và qua đời sau đó tại bệnh viện. Người đàn ông dũng cảm mà Hoàng Vĩnh vừa mới nhắc đến đó chính là ông Nguyễn Văn Thái, 56 tuổi, ngụ thành phố Phú Quốc. Vào chiều qua, tại khu vực biển Bãi Trường ở ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, thành phố Phú Quốc, có năm du khách đang tắm biển thì bị sóng cuốn ra xa trong đó có ba người lớn và hai trẻ em. Nghe tiếng kêu cứu, nhiều người đứng trên bờ đã lao xuống biển để cứu người, trong đó có ông Thái. Khi bơi ra chỗ nạn nhân, do sóng lớn liên tục dồn dập khiến ông Thái bị đuối sức, không thể nào đưa các nạn nhân vào bờ. Lúc này, anh Đỗ Duy Dũng, 34 tuổi, cũng là một người dân địa phương, lấy thuyền thúng, bơi ra ứng cứu, tiếp cận hỗ trợ ông Thái đưa các nạn nhân lên thuyền thúng. Riêng ông Thái, khi vào đến bờ, mặc dù được mọi người sơ cứu và đưa đến trung tâm y tế thành phố Phú Quốc nhưng đã không qua khỏi. Theo người dân địa phương, vào mùa này, các bãi biển phía Tây của đảo Phú Quốc thường có sóng lớn. Mặc dù đã được cảnh báo, nhưng hầu như năm nào cũng có vài vụ đuối nước xảy ra. Nên du khách cũng như người dân cần cẩn thận khi tắm biển tại khu vực này. Thưa quý vị, trên tuyến kênh Vĩnh Tế, đoạn thuộc xã Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, vừa xảy ra vụ chìm vỏ lãi chở gỗ khiến một người trong tổ cất nhà từ thiện tử vong. Nạn nhân là ông Lý Văn Mít, sinh năm 1965, do nằm ngủ trong võng màng, không thoát kịp nên đã tử vong. Cụ thể, lúc 5 giờ sáng qua, vỏ lãi có trọng tải khoảng 40 tấn do ông Phạm Văn Quyển làm chủ đã cho ông Lý Văn Mít, hội từ thiện xã Vĩnh Gia thuê, chở gỗ để phục vụ việc cất nhà từ thiện. Khi đến đoạn thuộc xã Vĩnh Gia, vỏ lãi bị chìm. Lúc xảy ra tai nạn, trên phương tiện có 4 người, 3 người kịp bơi vào bờ, riêng ông Mích do nằm ngủ, không thoát kịp nên đã tử vong. Ngay sau khi nhận được tin báo, đồn biên phòng Vĩnh Gia thuộc bộ đội biên phòng An Giang đã huy động 30 cán bộ chiến sĩ phối hợp chính quyền, người dân, tổ chức vớt người, hàng hóa và thăm hỏi động viên các nạn nhân, gia đình người bị nạn. Hiện nguyên nhân vụ chìm vỏ lãi đang được công an huyện Tri Tôn xác minh làm rõ. Tiếp theo trong phần sau sẽ có. Tiền Giang khởi tố đối tượng mượn danh trụ trì chùa đi lừa đảo. Đổ keo và ổ quá hàng chục hộ dân để kêu gọi đăng ký kênh YouTube. Thưa quý vị, Công an huyện Chợ Gạo tỉnh Tiền Giang đang tạm giam Vũ Kim Long sinh năm 1991 ngụ huyện Hớn Quảng tỉnh Bình Phước để điều tra xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thủ đoạn của long là tạo facebook giả dạ có hình ảnh của sư trụ trì sau đó sử dụng hình ảnh video của tất cả các hoạt động thiện nguyện của nhà sư để đăng tải song song với trang facebook chính của sư trụ trì kêu gọi ủng hộ tiền nhằm mục đích lừa đảo theo điều tra ban đầu, giữa tháng 5 năm 2022, Long sử dụng ảnh của Đại Đức TMB trụ trì một ngôi chùa lớn trên địa bàn xã Xuân Đông, quyền chợ gạo, đăng lên mạng xã hội Facebook để dân động quyên góp trộm tu chùa, xây tượng Phật. Sau đó, trụ trì chùa phát hiện báo công an vào cuộc xác minh bắt giữ Long. Theo công an, chỉ trong một tháng đã có tới 56 lượt chuyển tiền của nhiều nhà hảo tâm chuyển vào số tài khoản của Long với tổng số tiền gần 65 triệu đồng. Công an quyền chợ gạo thông báo ai là nạn nhân của Long trong vụ lừa đảo này, hãy liên hệ với điều tra viên Lê Minh Trung qua số điện thoại 0394 602 802 để phục vụ công tác điều tra, xử lý nghi phạm. Thưa quý vị, đây là hình ảnh thiếu niên 16 tuổi đổ keo 502 vào ổ khóa của khoảng 45 nhà dân với mục đích gây chú ý và mời đăng ký kênh youtube Công an phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng đang củng cố hồ sơ, xem xét xử lý nam thiếu niên ở phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu về hành vi hủy hoại tài sản. Rạng sáng ngày 16 tháng 8, 17 hộ dân ở ngõ 89, đường Lê Văn Hưu, phường Mỹ An, Táo Quả khi ngủ dậy thì thấy ổ khóa cổng nhà bị đổ keo 502, không thể mở được. Để đi làm, các gia đình phải gọi điện cho thợ đến cắt khóa không chỉ bị đổ keo vào khóa cổng, nhiều gia đình còn bị viết vẽ lên tường hoặc dán tờ giấy có nội dung đăng ký kênh HV Domino 3715 vào YouTube, liên hệ số điện thoại, vào xem video có bên dưới mô tả. Tiếp nhận thông tin qua điều tra, công an phường Mỹ An đã làm rõ người gây ra vụ việc là NNK, 16 tuổi, ngụ phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu nên mời đến làm việc. Tại cơ quan công an, bước đầu, ca thừa nhận thực hiện hành vi nhỏ keo, dán giấy, xịt sơn tổng cộng 45 hộ dân trên đường đi từ phường Hòa Khánh Bắc đến phường Mỹ An và một số phường khác. Mục đích của hành vi này là để mọi người đăng ký kênh youtube của mình nhằm tăng lượng xem. Thưa quý vị, trụ sở Bảo tàng lịch sử Thừa Thiên Huế thuộc di tích quốc tự giám ở Kinh Thành Huế bị cháy chiều qua. Sau thời gian nỗ lực dập lửa, đám cháy ở bên trong di tích đã được khống chế. Tuy nhiên, do hệ thống mái kiều chịu lực của dãy nhà làm bằng gỗ bị lửa thiêu cháy, nên một phần khu nhà của di tích này đã sụp đổ. Khoảng 14 giờ 30 phút, tòa nhà bên phải cạnh Di Luân Đường, nằm trong di tích quốc tự giám ở phường Đông Ba, thành phố Quế, bốc cháy dữ dội, cột khói cao hàng chục mét. Tòa nhà là nơi trưng bày các hiện vật thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp của Bảo tàng lịch sử Thừa Thiên Quế. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Thừa Thiên Quế đã quy động lực lượng và phương tiện đến dập lửa các chiến sĩ đã bắt thang leo lên mái nhà, dùng dòi rồng phun xuống dập lửa. Sau khoảng 1 giờ, đám cháy được dập tắt. Tại hiện trường, một phần mái ngói của tòa nhà bị đổ sập, nhiều vật dụng trưng bày bên trong bị thiêu rụi. Quốc tử giám nằm trong kinh thành Quế, được vua Duy Tân xây dựng vào năm 1908, thay thế cho quốc tử giám ở làng An Ninh, xây dưới thời vua Gia Long, Minh Mạng. Sau năm 1945, quốc tử giám được sử dụng làm bảo tàng lịch sử Thừa Thiên huế. Tháng 12 năm 1993, Quốc tử giám cùng với hệ thống di tích cung đình Triều Nguyễn đã được ghi tên vào danh mục di sản thế giới của UNESCO. Xin được chuyển sang tin thế giới, hàng loạt vụ nổ và hỏa hoạn đã xảy ra tại 17 địa điểm ở miền Nam Thái Lan trong hôm qua, khiến ít nhất 7 người bị thương. Các vụ tấn công bằng bom và phóng hỏa xảy ra sau nửa đêm và nhắm vào các cửa hàng tiện lợi và một trạm xăng ở 3 tỉnh. Hiện chưa có tổ chức hay cá nhân nào thừa nhận đứng sau loạt vụ tấn công trên. Người phát ngôn quân đội Thái Lan, Pramod Promin, hôm nay cho biết, những kẻ tấn công ăn mặc như phụ nữ, sử dụng xe máy, một số ném bom xăng vào mục tiêu. Các cuộc tấn công diễn ra sau khi chính phủ Thái Lan bắt đầu lại các cuộc thảo luận với nhóm nổi dậy lớn nhất trong khu vực sau 2 năm gián đoạn do đại dịch. Các tỉnh ở miền Nam Thái Lan dọc theo biên giới với Malaysia liên tục chứng kiến làn sóng nổi dậy quy mô nhỏ kéo dài hàng thập niên qua, các nhóm tay súng núp bóng đòi độc lập cho các tỉnh Bhatani, Yala, Narathiwat và một phần của sông chủ yếu là người Hồi giáo. Hơn 7.300 người đã thiệt mạng trong cuộc xung đột kể từ năm 2004. Theo tổ chức chuyên theo dõi tình hình bạo lực ở khu vực Deep Sawatch, các cuộc đàm phán hòa bình bắt đầu từ năm 2013 đã nhiều lần bị gián đoạn. Trung Quốc đã triển khai các máy bay phóng các thanh iốt bạc vào mây nhằm tăng lượng mưa xuống sông Dương Tử, đang cạn nước ở nhiều khu vực Chương trình gây mưa nhân tạo được triển khai trong bối cảnh nhiều khu vực tại quốc gia này đang phải đối mặt với đợt nắng nóng hạn hán tồi tệ nhất trong vòng 60 năm qua. Các thanh iốt bạc có kích thước bằng điếu thuốc lá thường được bắn vào mây để giúp hình thành tinh thể băng. Tinh thể băng giúp mây tích tụ nhiều hơi ẩm hơn trước khi trút mưa xuống đất. Dân tử là một trong những sông và hồ ở Bắc bán cầu đang dần khô cạn vì nắng nóng kéo dài, lượng mưa giảm ít nhất 4,2 triệu người dân tại tỉnh chịu ảnh hưởng từ tình trạng khô hạn nghiêm trọng kể từ tháng 6. Theo Sở Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Hồ Bắc, hơn 150.000 người khó tiếp cận nguồn nước uống, gần 400.000 hecta cây trồng thiệt hại vì nhiệt độ cao và hạn hán. Trung Quốc ngày 17 tháng 8 phát cảnh báo đỏ về nắng nóng, cấp cao nhất ở nước này, với ít nhất 138 thành phố, huyện. 373 khu vực được đặt ở cấp cảnh báo cam, cao thứ hai tính đến ngày 15 tháng 8, đợt nắng nóng ở Trung Quốc đã kéo dài 64 ngày, dài nhất kể từ khi bắt đầu thống kê năm 1961. Trung tâm khí hậu quốc gia Trung Quốc cho biết, đây còn là đợt nắng nóng mạnh nhất và có thể tồi tệ hơn trong những ngày tới. Trong phần sau của chương trình ngày hôm nay sẽ có góc nhìn cận cảnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trộm luôn xe đạp đi của chủ quán khi mua bánh canh. Thưa quý vị, nhằm kịp thời phòng ngừa phát hiện, ngăn chặn và tập trung xử lý từ gốc các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các vụ tai nạn giao thông, gây mất an ninh trật tự, các địa phương trên cả nước đã triển khai lực lượng ra quân, thực hiện cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trực tự an toàn giao thông trên địa bàn. Hoạt động này đang mang lại hiệu quả như thế nào? mời quý khán giả đến với ghi nhận mới nhất từ chương trình tại tỉnh An Giang. Trong 6 tháng đầu năm, An Giang xảy ra 26 vụ tai nạn giao thông làm chết 26 người bị thương hai người. Trong đó, nguyên nhân vi phạm phổ biến nhất là ý thức tham gia giao thông của người dân vẫn còn chủ quan như không đồng mũ bảo hiểm, sử dụng rượu bia, phóng nhanh vượt ẩu. Đáng chú ý, vẫn còn những trường hợp người vi phạm cố tình chống đối, không hợp tác cùng lực lượng làm nhiệm vụ. Tổ công tác thường xuyên phát hiện và xử lý các trường hợp là thanh thiếu niên tụ tập nhanh nhóm chạy xe gây mất trật tự công cộng trên tuyến quốc lộ 91. Trong quá trình xử lý thì lực lượng cảnh sát giao thông cũng gặp một số khó khăn như là các đối tượng vi phạm có chiều hướng là chống đối, không chấp hành hiệu lệnh, yêu cầu của lực lượng thi hành nhiệm vụ. Thường nhất là những người có trong hơi thở có nồng độ cồn. Với mục tiêu đảm bảo trực tự an toàn giao thông, kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông, cả ba tiêu chí. Trong giai đoạn cao điểm này, lực lượng cảnh sát giao thông luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là các trường hợp chống đối, coi thường pháp luật. Bên cạnh đó, lực lượng còn phối hợp tuyên truyền, nhắc nhở, vận động người dân chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Riêng tôi là một người tài xế vận chuyển vật tư trên địa bàn tỉnh An Giang thì trước trước mắt là về một người tài xế thì phải đảm bảo an toàn giao thông, trọng tải và tất tất cả quy định về an toàn giao thông và tính mạng con người. Thì đôi khi tham gia giao thông trên đường thì cũng có lực lượng chức năng nhắc nhở vấn đề những vấn đề nhỏ thì như sau này thì anh em chúng tôi cũng sẽ cố gắng truyền miệng và khắc phục những lỗi đó để tốt hơn trong thời gian kế tiếp. thì đang đi trên đường thì điện thoại mình vô tình gheo mình nghe mình mới bóc điện thoại mình nghe mình nghe thì mình cũng quên cái vụ mà nghe nghe điện thoại khi tham gia giao thông là là sẽ nguy hiểm sẽ nhiều khi gây tai nạn giao thông thì thì vô tình thì lực lượng chức năng mới gọi mình vào và nhắc nhở thì mình đã biết cái lỗi sai của mình và sau này mình sẽ tham gia giao thông tốt hơn. Ngoài tập trung xử lý nghiêm 4 nhóm hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các vụ tai nạn giao thông, lực lượng công an toàn tỉnh An Giang còn đẩy mạnh công tác bảo đảm an ninh trật tự và phòng chống đua xe trái phép. Ngoài sự nỗ lực của các lực lượng chức năng, mỗi người dân khi tham gia giao thông cần nâng cao hơn nữa ý thức chấp hành và thực hiện tốt các quy định của luật giao thông đường bộ nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các vụ tai nạn giao thông đáng tiếc có thể xảy ra, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn toàn tỉnh. Tiếp tục chương trình là các bài học cảnh giác được ghi lại từ camera an ninh. Một thanh niên vào mua bánh canh rồi tính tiền khi ra thì lấy luôn chiếc xe điện của chủ quán. Vụ trộm xảy ra tại quán bánh canh trên đường Hậu Giang, phường 11, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Chủ quán là chị TTT, tên viết tắt, 32 tuổi cho biết, hơn 18 giờ ngày 15 tháng 8 trời đổ mưa, lúc này có nam thanh niên đi bộ đến quán mua bánh canh. Cùng thời điểm này, có một số khách vào mua, sau khi tính tiền nam thanh niên đi ra phía ngoài, lấy trộm chiếc xe đạp điện của chị T rồi chạy mất. Phát hiện vụ việc, chị T xem lại camera an ninh, Nghị năm thanh niên có đồng bọn đi cùng dàn cảnh mua đồ để trộm xe. Theo chị T, chiếc xe đạp điện chỉ mua cách đây khoảng 1 năm, giá hơn 12 triệu đồng. Còn đây là hình ảnh một đối tượng đã cắt ổ khóa cổng rồi đột nhập vào nhà dân, lấy trộm liên tiếp hai xe máy trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Vụ việc xảy ra vào rạng sáng nay trên địa bàn thành phố Dị An, tỉnh Bình Dương. Qua trích xuất camera an ninh cho thấy, đi cùng đối tượng còn có một người khác ngồi trên xe máy cảnh giới phía trước nhà. Chủ nhân căn nhà cho hay, từ trước đến nay, xe đều dựng trong sân, phía trước và chưa từng bị trộm. Cho đến sáng hôm nay ngủ dậy, thấy cửa cổng mở, không thấy xe mới táo hỏa đi trích xuất camera thì phát hiện bị trộm đột nhập. Hiện vụ việc đã được trình báo và đang được cơ quan công an điều tra truy xét. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Xin cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin được hẹn gặp lại lúc 18 giờ 15 phút ngày mai trên đài phát thanh và truyền hình Trà Vinh. Còn bây giờ, Khánh vi Hoàng Vĩnh xin kính chào tạm biệt.